Ai làm gì, công việc gì, ngày giờ, thứ tự, trình tự, tiếp cận các công cụ như thế nào, thì chúng ta sẽ cần phải hành động một cách nhanh và chính xác theo kế hoạch, được chưa ạ? Hành động lập tức, tức thì. Đấy, vì các cái sự kiện khủng hoảng truyền thông nó sẽ lan tỏa rất nhanh, khó kiểm soát và cái tác hại của nó sẽ đến rất nhanh. Nhưng mà đồng thời là cái thời gian phản ứng thì lại vô cùng ngắn. Cho nên đòi hỏi chúng ta cần phải trả lời nhanh, đúng không ạ? Thí dụ như là nó có những nguyên tắc là phản ứng ngay trong một giờ đầu tiên, hay là phản ứng ngay trong một ngày đầu tiên, thì chúng ta xem xét về những phương án như vậy. Và nó cũng có những nguyên tắc như là sự thật, đúng không ạ? Phải nói sự thật, hay là chúng ta sẽ phải khiêm tốn, phải nhường nhịn, đúng không ạ? Phải tạo ra một cái sự gọi là xin lỗi, hối lỗi một cách đầy thiện chí, đúng không ạ? Bởi vì cộng đồng mạng thì vô cùng khó lường các bạn nhé. Tôi kể với các bạn nghe một cái vụ việc là của một cái trung tâm tiếng Anh, đúng không ạ? Của một bạn nữ rất là xinh đẹp đấy ạ. Vâng. Thì khi xảy ra sự cố là một cái anh người Tây bóc phốt là cái trung tâm này phát âm sai linh tinh, rồi thì nói tiếng Anh người nước ngoài chẳng hiểu gì cả. Thế là đội ngũ của công ty này cũng bắt đầu là làm một cái video lên xin lỗi khóc lóc, đúng không ạ? Thì về mặt lý thuyết thì đấy cũng phản ứng nhanh, cũng xin lỗi, cũng thật thà, cũng nhận lỗi, cũng khóc lóc, cũng diễn kịch rất là tốt. Thế nhưng cộng đồng mạng lại không thích điều đấy, đúng không ạ? Cho rằng là có cái gì đấy là không gọi là thật tâm, có cái gì đấy là diễn, có cái gì đấy là kịch quá, kịch cỡm quá. Cộng đồng mạng thì nói thật là cũng rất là khó đoán, và cũng nói thật là cũng rất là khó chiều. Chúng ta phải đồng tình với nhau điều đó, đúng không ạ? Trường hợp này thì họ lại tha thứ, nhưng trường hợp này thì họ lại không tha thứ. Rất là khó để có thể nói là họ như thế nào. Nó phụ thuộc vào cảm xúc, đúng không ạ? Vẫn là cái màn khóc lóc đấy, nhưng mà nó thật là thật tâm, và nó mang cái tính gọi là xin lỗi rất là nhiều. Thì có khi lại cộng đồng lại ở thôi, chỉ là những cô gái, chỉ là những cái sai lầm nhỏ thôi, thôi bỏ qua đi. Thế nhưng mà diễn khóc lóc thế này thế kia mà trông có vẻ là kịch cỡm quá, thì người ta lại thấy là không được, đúng không ạ? Và trong cái vụ việc đấy thì tôi cũng là người có theo dõi từ đầu, và tôi cũng có những cái liên hệ với phía bên bị khủng hoảng, và tôi cũng có hiểu biết về cái vụ việc này. Sau đó vụ việc cũng tiếp tục bị khai thác những cái chủ đề về đời tư, về học vấn của CEO đấy, điều cũng rất là kinh khủng các bạn. Vâng, chúng ta nhớ nhé, chúng ta phải rất là linh hoạt, rất là chủ động và bám sát với tình hình của thực tế, được chưa? Trong trường hợp nếu mà chúng ta không có những giải pháp tốt nhất nhá, lời khuyên là trong trường hợp chúng ta không có giải pháp tốt nhất thì im lặng từ đầu đến cuối, không hé răng một lời nào, có khi lại là một giải pháp tốt. Vâng, tôi đã nói là nếu thì nhá, nếu không có giải pháp nào mà bạn thấy chắc chắn, đúng không ạ, thì thôi cứ im lặng. Đấy, ý tôi là như vậy. Còn chúng ta cũng lại đừng im một vài hôm, im một hai ngày, sau đó chúng ta lại phản ứng một bài đấy lại đe dọa mày sẽ chết với tao, đúng không ạ? Tao sẽ thuê luật sư, thuê công an, tao sẽ bắt mày thế này thế kia, đúng không ạ? Hay lại thả một cái bài đầy ngu dốt là để xoa dịu, để pha loãng. Thế nhưng mà chuyển chủ đề thì lại ngu dốt quá, đúng không ạ? Lại là một cái chủ đề mà lại tiếp tục bùng nổ những cái tranh cãi. Thì sau đó là chúng ta sẽ nhận được là gì ạ? Một loạt các chỉ trích mới, những cái phân tích, những cái mổ xẻ âm mỹ liên quan đến những cái thông tin mà bạn vừa cung cấp ra ngoài. Thậm chí những người đang cố gắng bảo vệ bạn, nhưng mà chỉ vì bạn ngu quá, đúng không ạ? Chỉ bạn hở ra cái điều đấy để cộng đồng mạng và truyền thông nó thịt bạn, thì người ta không thể bảo vệ bạn được nữa, có đúng không ạ? Vâng. Tất nhiên trong hoạn nạn thì cũng có những người sẽ ở bên bạn, có người trung lập, và có những người sẽ rời xa bạn, và thậm chí có những người sẽ nhân cái cơ hội đấy để đâm sau lưng bạn, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải xác định hết cả bốn cái chủ thể này: ai là sẽ giúp chúng ta, ai là người trung lập, đúng không ạ, ai là người sẽ rời xa, và ai là người sẽ nhân cái cơ hội đấy. Thì chúng ta phải có các giải pháp xử lý với từng cái người như vậy, ok, đúng không ạ? Chúng ta áp dụng rất nhiều các giải pháp, thì tôi đã nói rồi, từ giải pháp công nghệ, giải pháp truyền thông đối ngoại, truyền thông nội bộ, giải pháp pháp lý, đúng không ạ, các cái giải pháp khác đấy, ví dụ như là tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn báo chí, rồi thì đưa ra công báo, rồi thì mua quảng cáo, báo giấy, báo điện tử, trên Facebook, vân vân, những cái kênh mà chúng ta có thể phỏng vấn được, đúng không?
Tùy vào cái mức độ và quy mô thì chúng ta làm để chúng ta sẽ xử lý cái việc đó một cách tốt nhất, đúng không?